Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Canh Tý và ngày này là ngày Hắc Đạo, giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Sa Trung Kim, ngày Giáp Ngọ tức can sinh cho chi, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa nhé. Và ngày này là ngày tốt. Về nạp âm Sa Trung Kim, kỷ tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi nhé. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Dậu, hại Sửu và phá Mão nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Sinh Khí, tốt cho mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây. Sao Thiên Mã hay là còn gọi là Lộc Mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết và cầu tài lộc nữa. Sao Đại Hồng Sa cũng tốt cho mọi việc. Sao Sát Cống, Đại Cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát đó. Về các sao xấu trong ngày, như là sao Thiên Ngục lại xấu cho mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Phi Ma Sát chủ về tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao Trùng Phục, kỵ giá thú, an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày Giáp Ngọ thuộc ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này không được tốt về cái phương diện tình cảm của mình nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, cái chuyện tình cảm đừng để cho những cảm xúc bốc đồng nhất thời khiến cho bạn đưa ra những cái quyết định quan trọng liên quan đến số phận của cái mối quan hệ tình cảm nữa. Và bạn tuổi Tý trong ngày này sẽ luôn có những cái điều không mong muốn xảy ra với bạn, bạn nên tập làm quen với cái điều đó nhé. Bạn tuổi Tý hãy để cho cái sự lạc quan có cơ hội hiện diện trong đời sống của bạn, nhất là khi bạn đang trong một cái giai đoạn thiếu động lực, niềm vui do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh gây ra đó. Trong cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Tý, nếu có thể hãy bước ra ngoài để hít thở không khí một chút và rồi bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ vui vẻ, nhiều tiếng cười hân hoan với bạn, gạt đi những cái nỗi ưu tư ở trong lòng. Và bạn tuổi Tý, nếu bạn đang độc thân thì đừng có ngần ngại nhận lời của ai đó để có được những cái cuộc giao lưu thú vị bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, trong cái ngày này bạn hãy tránh xa người tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, bạn đang có điềm báo xảy ra rắc rối không mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, bạn đừng chê bai người khác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ,
bạn đừng đánh giá bản thân quá cao. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn ưu tiên điều gì mà thấy thoải mái? Đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 7, số 8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu bạc, màu đen. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có Sửu Ngọ tư hại. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu có thể chuyện tưởng chừng như đã thuộc về quá khứ, hay là người mà bạn đã chia tay từ bao lâu nay bỗng nhiên tìm đến bạn, và cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu có một ngày không khỏi ưu tư trăn trở. Thực ra chuyện cũ bạn nên cho qua, đừng nên vương vấn làm gì nữa bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng giúp cho bạn tuổi Sửu có thể giải quyết được những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải một cách phù hợp. Ví dụ như là thử tìm đến những người đủ tin cậy để có thể được tựa vào vài cái lời khuyên của họ trong ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nhé. Chẳng ai có thể luôn luôn làm tốt mọi việc mà không cần cái sự giúp đỡ, đừng quên cái điều đó. Và bạn tuổi Sửu, bạn cũng là người rất chi là thông minh khôn khéo, khiến ai cũng phải nể phục bạn nữa đó. Trong ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Sửu, công việc của bạn lại có được báo hiệu được thuận lợi nhờ hậu thuẫn của chính ấn xuất hiện chiếu mệnh, giúp cho bạn tuổi Sửu nhờ nói lời cảm ơn những ai đã từng ủng hộ mình, bạn nhé. Kể cả những ý tưởng tưởng chừng như là điên rồ nhất cũng có cơ hội thành công nếu như bạn có được cái sự hỗ trợ của mọi người xung quanh, niềm tin vào chính bản thân mình nữa đó. Trong cái ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam để chiêu tụ cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, bạn chớ bỏ qua những cái dấu hiệu xấu. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, bạn bao dung với cái lỗi lầm của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bạn hãy quan tâm tới mọi người hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn không nên hứa suông với người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, bạn đối xử với mọi người bằng sự cởi mở đó. Đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn số 4, số 7. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất. Trong cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Dần, bạn sẽ có cơ hội gặp được nhân vật đặc biệt nào đó và bị cuốn hút bởi hỏa đó. Ngày này với bạn tuổi Dần, đào hoa nở rộ chưa hẳn là cái chuyện đáng vui, vì bạn sẽ có nhiều cái lo lắng khi có quá nhiều cái lựa chọn. Hãy để cho cái con tim và lý trí phân tích vấn đề bạn chưa vội quyết định trong cái lúc này bạn tuổi Dần nhé. Cái điểm sáng nhất của bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay là liên quan tới tiền bạc. Bạn tuổi Dần có thể bạn vừa nhận được một cái khoản lương hoặc được ai đó trả nợ tặng biếu cho bạn. Bạn tuổi Dần, bạn cũng cần phải cẩn thận với cái khoản tiền mặt bạn đang cầm trong tay. Bạn có xu hướng tiêu dùng trong ngày này, vì thế tốt hơn hết hãy để tiền vào cái tài khoản an toàn càng sớm càng tốt bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Dần,
ngũ hành tương sinh, cái địa tương tương sinh, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn Tuổi Dần khá chi là ổn, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan. Đây cũng là ngày để chăm sóc cho bản thân bằng các phương pháp tập luyện thể dục thể thao, ăn uống phù hợp bạn Tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy thủy, bạn đừng tin vào kẻ lừa bạn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, có người giúp sức. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tình cảm êm đẹp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn trân trọng hơn những gì đang có. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn nhớ sống trọn cho hiện tại đó. Đánh giá của bạn Tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, tình cảm 5 sao, sức khỏe 4 sao. Về con số may mắn, số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tốt, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là trong cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên vận trình của bạn tuổi Mão dễ để xảy ra xung đột trong ngày hôm nay lắm. Bạn tuổi Mão, bạn không nên tranh cãi làm gì khi một cái vấn đề nào đó xảy ra. Nhiều cách nhìn khác nhau, đối phương đang hiểu theo góc nhìn riêng của họ mà thôi, đừng trở nên cố chấp như vậy bạn tuổi Mão nhé. Ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Mão, may là bạn đang có được chính tài trợ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có được niềm vui, phần lớn là lý do mà bạn có được là từ cái nguồn tài lộc, sản nghiệp, tài vận, tiền lương, và có thể mang lại niềm vui cho bạn trong ngày đó. Bạn tuổi Mão, nếu có chút lộc mà bạn chớ chia sẻ. Bạn tuổi Mão, trong ngày này nếu như có được chút lộc lá, bạn nhớ chia sẻ cho mọi người, không cần phải nhiều, chủ yếu là thể hiện cái tấm lòng, có như thế mới có được cái lộc trường tồn và thường gặp nhiều may mắn hơn với bạn đó. Trong ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày hỏa mộc tương sinh. Cái điều này làm cho sức khỏe của bản mệnh khá chi là tốt. Bạn khá chăm chỉ tập luyện và tìm cách để cải thiện tình hình sức khỏe của mình hiện tại. Hơn nữa, cái thời gian này bạn đi ngủ sớm hơn, ngủ đủ giấc cũng như là cách giúp cho bạn loại bỏ được những cái biểu hiện không tốt trước đây của cơ thể đó. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam để chiêu tài lộc cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn nên khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, có tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn đừng vội khuyên ai đó. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, ăn món ngon cũng về là vì niềm vui. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn không vội tin tưởng người khác nhé. Đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Thìn đang gặp được chính ấn trợ mệnh. Cái điều này rất tốt cho bạn tuổi Thìn đang làm những cái công việc liên quan tới nghệ thuật, y học, luật sư, tôn giáo hay là kỹ thuật đó. Nhất là những người làm nghề tự do dễ có được cái thành tích cao vượt trội. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn, đối với những bạn làm công ăn lương thì cuộc sống khá chi là êm đềm. Bạn cũng nên thử làm thêm việc gì để tính thêm phần thu nhập cho tương lai của mình nhé. Cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Thìn, ngày này
bạn cũng đang gặp được ngày hỏa thổ tương sinh. Cái điều này cho thấy vận trình tài lộc của bạn mệnh Tuổi Thìn khá chi là ổn định. Cái thời gian này bạn không phải lo lắng về tiền bạc, thậm chí có người còn trả được cái món nợ cũ của mình. Nhờ đó mà bạn cảm thấy rất chi là thoải mái, đỡ phải suy nghĩ, nghỉ ngơi nhiều như trước nữa đó. Trong cái ngày thứ tư này với bạn Tuổi Thìn, ngày này vị trí thai thần nằm ở ngoài phòng giã gạo. Vì vậy bạn Tuổi Thìn, nếu như đối với có những người có thai phụ, không nên đụng đến những cái đồ đạc liên quan tới cái vị trí này nhé. Trong cái ngày này với bạn Tuổi Thìn, nếu như bạn cần phải đi xa thì nên xuất hành những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam, sinh khí tốt, sao thiên mã, sao hồng sa, sao đại an, tốc hỷ. Những cái sao tốt sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều cái vận may, may mắn về tiền bạc cho bạn lắm đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn để quá khứ ngủ yên. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn xuất sắc trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đừng ngồi chê bai ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, ai cũng có cái điểm tốt cả bạn nhé. Về đánh giá của bạn Tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam, màu đen. Quý nhân phù trợ Tuổi Thìn, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là tam hội cục dự báo ai đó sẽ tìm đến bạn tuổi Tỵ trong cái thời điểm bạn cần nhất họ. Vì thế cái chuyến thăm này thực sự ý nghĩa và giá trị. Và bạn tuổi Tỵ đừng quên rằng người đó cũng có lúc sẽ rất cần đến cái sự hỗ trợ của bạn. Vì thế hãy sẵn lòng để sắn tay áo lên hỗ trợ cho họ bạn nhé. Hai phía nhờ thế càng thắt chặt cái mối quan hệ tình cảm gắn bó mật thiết với nhau hơn nữa. Trong cái ngày Giáp Ngọ này với bạn Tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn Tuổi Tỵ đừng cố làm việc gì mới lạ trong ngày này, vì sẽ chỉ làm bạn nản chí mà thôi đó. Bạn Tuổi Tỵ, một ngày để cho bạn thay đổi bản thân theo cái hướng tích cực hơn, bắt đầu từ cái việc chia tay những cái thói quen xấu làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống của bạn. Bạn cũng là một người có trái tim nhạy cảm và ẩn sau cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh nữa đó. Ngày Giáp Ngọ này với bạn Tuổi Tỵ, hỏa khí vượng nhắc nhở bạn Tuổi Tỵ, bạn nên cho mình cái thời gian để tập luyện thể dục thể thao, ăn uống phù hợp, đảm bảo sức khỏe và ngủ nghỉ khoa học nữa nhé. Bạn cũng đừng quên rằng sức khỏe tinh thần cũng vô cùng quan trọng và cần thiết trong một cái cuộc sống lành mạnh nữa. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn đừng trách cứ bản thân quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn nhớ giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn cư xử tử tế với người thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn xem trọng sức khỏe của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn dễ để xảy ra sai sót. Đánh giá của bạn Tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ Tuổi Sửu, tuổi Mão. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày Ngọ Ngọ tự hình, làm cho công việc bạn tuổi Ngọ có phần suy nghĩ nhiều,
chỉ làm bạn cảm thấy mệt mỏi và thiếu động lực mà thôi đó bạn tuổi ngọ nhé. Bạn tuổi ngọ đừng để cho cái sự thui chột cảm xúc này khiến cho bạn có một ngày kém hiệu quả ăn độ. Chính quan xuất hiện nhắc nhở bạn tuổi ngọ cần hãy tập trung vào cái thế mạnh của bản thân mình, hãy tự tin được là chính mình và thể hiện tốt những cái năng lực mà bạn đang có, nhất là khi bạn đang tham gia một cái cuộc thi hay là một cái cuộc đối đầu nào đó đó. Hỏa khí vượng cũng là lúc bạn tuổi ngọ nên ưu tiên những cái phút giây để cho mình được nghỉ ngơi, thư giãn thay vì tập trung quá nhiều cho công việc. Mọi thứ có thể chờ đợi sang một cái thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với bạn. Nếu có thể, hãy đọc sách để vừa được nghỉ ngơi lại thu được lượm được nhiều cái kết quả về kiến thức thú vị nhé. Trong ngày này với bạn tuổi ngọ, nếu như bạn phải xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam sẽ chiêu tài lộc cho bạn rất nhiều rồi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, bạn nối nhiều thiệt thân. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, bạn thể hiện được cái năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, bạn chọn trang phục thật đẹp để tỏa sáng. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, bạn không nên tự tránh mình nhé. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tính khí của bạn có phần nóng nảy đó. Đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi Mùi đang gặp ngày Giáp Ngọ, Ngọ Mùi hợp Nhật Nguyệt là cái dấu hiệu đáng mừng cho bạn tuổi Mùi. Bạn có được cái sự tự tin thực hiện các cái dự định của mình rồi đó. Bạn tuổi Mùi trong ngày này có điểm cho thấy hôm nay tình duyên rực rỡ, cái mối quan hệ thì được tốt đẹp, hợp tác làm ăn cũng rất chi là có lợi với bạn. Chính ấn xuất hiện sẽ mang lại cho bạn tuổi Mùi có được cái cơ hội được yêu cầu tham gia một cái hoạt động nhóm tập thể nào đó, hoặc là được ai đó nhờ cậy bạn giúp đỡ nhằm giải quyết những cái công việc nội. Đây cũng là ngày để cho bạn tuổi Mùi tham gia các hoạt động xã hội, giúp cho bạn cải thiện được năng lực cá nhân và có một ngày hết sức là tuyệt vời, hiệu quả với bạn nhé. Ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy tình hình sức khỏe của bạn tuổi Mùi cũng khá chi là ổn, bạn không phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên á, dù sao cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe khi cái thời gian sẽ giúp cho bạn di chuyển khá chi là nhiều cho công việc đó. Và ngày này với bạn tuổi Mùi á, bạn xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi, bạn cũng cần phải chọn hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Các sao tốt như là sao sinh khí, thiên mã, sao đại hồng, sa đại an, tốc hỷ sẽ hỗ trợ cho bạn có được cái vận may về tiền bạc nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, tử tế với bạn bè. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, trung thực với bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tình cảm lâu bền. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, công việc của bạn được hanh thông thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, nhân duyên đã được định đoạt, chớ có nghĩ nhiều mà nhé. Đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020.
Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là cái ngày này bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân khó có được cái sự thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn đừng chỉ đặt cái lợi ích cá nhân của mình lên cao nhất. Bạn cần phải lắng nghe mong muốn, hy vọng của những người xung quanh. Có như thế, bạn có thể có được một ngày hiệu quả thay vì gặp những cái rắc rối không mong muốn đến với mình nhé. Cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Thân, bạn cũng đang gặp ngày hỏa kim xung khắc. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Thân dễ gặp phải những cái rắc rối liên quan tới tiền bạc lắm luôn. Bạn tuổi Thân có thể bạn xem thường những cái việc này, nhưng thực ra việc nhỏ cũng có thể tác động lớn, ảnh hưởng tới tương lai mà bạn không lường trước được đó. Trong cái ngày Giáp Ngọ này, bạn tuổi Thân bạn cũng không nên điều trị bệnh ở đầu, vì thế bản mệnh nên tránh tác động châm chích ở cái vị trí này để đảm bảo an toàn cho mình đó. Và cái ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý này, bạn cũng không nên xuất hành đi xa nhé, bởi bạn đang có cái điểm xấu bị rủi ro trong quá trình di chuyển đó. Nếu như bắt buộc phải đi xa, bạn nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam để hạn chế cái rủi ro cho mình bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn đi làm thì làm thật. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn mơ mộng quá làm hỏng việc. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, bạn nên kiên nhẫn làm việc nhỏ. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn tránh tiêu xài hoang phí. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn nhớ tập trung làm việc nhé. Đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Dậu nên mềm mỏng trong mọi việc ngày này. Nếu như bạn cảm thấy rằng một người nào đó cố tình gây sự với mình, tốt nhất là tránh xa họ ra và dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn bạn tuổi Dậu nhé. Nếu như bạn cố giải thích hay là phân tích cho một người không muốn hiểu thì chẳng có ích gì đâu, mà lại gây phiền phức cho bản thân mình nữa đó. Ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng do tinh thần của bạn không ổn định gây ra. Bạn tuổi Dậu nếu có xảy ra cái việc gì thì cũng đừng để cho những cái điều đó làm ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn và khiến cho bạn nghĩ ngợi quá nhiều. Hãy tỉnh táo và bạn lĩnh nên bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 này với bạn tuổi Dậu thì ngày này là ngày sinh khí, có sao Thiên Mã, sao Đại Hồng Sa, sao Đại An, sao Tốc Hỷ, tốt cho mọi việc, đặc biệt là những cái công việc gấp rút với bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Dậu xuất hành cũng thuận lợi, nhưng bạn cần phải chú ý là nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam để có được nhiều cái vận may cho mình bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, bạn đừng chống lại quy luật tự nhiên. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, bạn hãy hay hiểu sai vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn cần phải kiên nhẫn hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn tránh cái sự gian dối. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn giữ tinh thần tích cực. Đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đen,
quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang có điềm báo cần phải cẩn thận nhé. Kể cả khi đối phương có quyến rũ đến mấy thì bạn cũng đừng vì thế mà mất cảnh giác hay để cảm xúc lấn át lý trí, bởi vì có nhiều cái điều mà bạn chưa thực sự hiểu rõ về họ đâu. Đương nhiên điều đó không có nghĩa rằng bạn xa lánh họ, chỉ là nên cẩn trọng trong cử chỉ hành động hơn mà thôi bạn tuổi Tuất nhé. Cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Tuất, bạn đang có thiên ấn xuất hiện nâng đỡ cho cái vận trình của bạn, làm cho bạn tuổi Tuất phát triển khá chi là có khả năng sáng tạo. Bạn nên hướng tới những cái công việc liên quan tới nghệ thuật hoặc là học thuật nếu đó là cái điểm mạnh của bạn. Bạn cần phải phát triển nghề nghiệp theo những cái hướng này thì hứa hẹn sẽ cho bạn một tương lai rất chi là tươi sáng luôn. Ngày này với bạn tuổi Tuất, hỏa thổ tương sinh, cái điều này cho thấy tình hình sức khỏe của bạn mệnh cũng khá chi là tốt. Bạn nên chú ý để ý hơn tới cái việc chăm sóc cơ thể qua cái việc ăn uống hàng ngày, vì thức ăn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hơn là bạn tưởng tượng đó bạn tuổi Tuất nhé. Cái ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Tuất, ngày này là ngày sinh khí của sao Thiên Mã, sao Đại Hồng Sa, sao Đại An và sao Tốc Hỷ, rất chi là tốt cho mọi việc, đặc biệt là giao dịch, mua bán, xuất hành là rất chi là thuận lợi nhé. Tuy nhiên để thêm phần may mắn với bạn tuổi Tuất thì bạn cần phải chọn hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam để có thêm nhiều cái vận may cho mình đó. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, hạnh phúc đong đầy. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn không chịu lắng nghe. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, có người thấu hiểu. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, sẵn sàng có người gây gỗ với bạn đó. Sự nghiệp, đánh giá của bạn tuổi Tuất, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là trong cái ngày này vận trình của bạn tuổi Hợi đang có báo hiệu bạn sẽ có được một ngày suôn sẻ khi bạn tuổi Hợi nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân thực thần hỗ trợ cho bạn. Và bạn tuổi Hợi sẽ chẳng có cái vấn đề gì nếu bạn đang tìm kiếm cái sự giúp đỡ của mọi người khi bờ vai đang gánh quá nhiều cái trọng trách của bạn dần cảm thấy mệt mỏi nữa nhé. Trong cái ngày Giáp Ngọ này với bạn tuổi Hợi, hỏa thủy tương xung, cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn không được tốt như bạn tưởng. Nếu như bạn cảm thấy rằng điều đó đã không thực sự còn hữu ích phù hợp với cái cuộc sống của mình thì đừng có ngần ngại cắt đứt để bắt đầu một cái guồng quay mới tích cực và khoa học hơn với mình bạn tuổi Hợi nhé. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đi đâu xa, bạn nên ưu tiên những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc hay là Tài Thần hướng Đông Nam, chớ nên chọn những cái hướng xấu bạn nhé. Trong cái ngày này cũng là ngày sinh khí, có sao Thiên Mã, sao Đại Hồng Sa, Đại An, Tốc Hỷ phù hợp cho bạn làm những cái công việc một cách nhanh chóng và thuận lợi nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn hãy rèn luyện khả năng tự học. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tự tìm ra động lực cho mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, lắng nghe lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, đừng mặc kệ mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tình cảm
có điểm báo lục đục đục. Đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé.